Đó, như các bác đã thấy thì bây giờ lúc 4 giờ này, pin nó đầy này, không sạc nữa này. Đó, giờ điện năng lượng thì xài trực tiếp để xài cho gia đình. Đó, 7-8 kg trong một ngày. Sạc 4 kg. À, nó vừa sạc vừa sạc được 4 kg đây, biểu đồ đây. Đây, pin sạc 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 nhưng lúc này là téc. Téc nó lên đến 1000 mấy này. Đó, sạc sạc đến 2 giờ 50 không sạc nữa, không sạc nữa. Các bác cùng xem là trong video nhá. Chào mừng các bác đam mê năng lượng mặt trời. Như video hôm qua em có đăng lên cho các bác xem á, là hôm qua em lên trên máy để rửa pin thì phát hiện được cái tấm pin này nó bị lỗi này, tức là do bị đạn bắn chim nó bắn rồi. Đó thì em đã lấy cái chai xịt bằng mạch em xịt vào. Đó, hôm nay nó khô rồi, hôm nay em lại test lại cái hiệu suất của 4 tấm pin. Đấy, video em muốn test lại cho các bác xem. Thì em có hai đường pin. Đường pin 1 này là 4 tấm pin áp cao này. Đó, đường pin 2 là 3 tấm pin thường này, thì em tắt đi rồi này. Tắt đi này, đó, đây sáng này em mới bật lúc sáng mới bật này. Đó, thì em sẽ test cho các bác xem là hiệu suất của nó 4 tấm pin đó. Đó, lúc trước là em đã mua pin nứt rồi. Đó, hôm qua lại bị thủng tấm pin ấy nữa. Nó bị đạn nó bắn rồi nữa. Thì xem hiệu suất nó còn đạt không nhé. Thì hiện tại bây giờ này các bác này. Bây giờ đang là lúc 9 giờ này. 9 giờ 7 phút. Đó, đây thì trên pin này nó đang báo là đang sạc này. Vẫn đang sạc cái dòng 10A này. Đó, dòng 10A. Đó. Vẫn nó vẫn đang hòa lưới ở nhà em. Đang hòa này. Nhà đang xài là 240 mấy watt này. Đó, đây các bác cùng xem cái data nó này. Đây là video tối hôm qua em có đăng. Đó, 14 giờ trước. Đây là tối hôm qua đăng. Đây, hôm qua em nâng cấp cái hệ bình ắc quy ở dưới này. Đấy, đưa hết lên gác rồi. Đó, em sẽ quay sau. Đây thì các bác cùng xem lại cái hiệu suất của 4 tấm pin nhé. Hôm nay em tắt cái kia đi để xem nào. Đây, em sẽ vào data nó này. Đây. Đó, bây giờ là đang lúc 9 giờ 6 phút, cái này là 9 giờ 8 phút, em sẽ reset nó lại này. Reset nó lại. Reset nó lại. Đó. Rồi. Đấy, hiện tại nó đang sạc cho pin này. Đấy, đang sạc cho cục pin SPA này. Đó, dòng 10A, em đang để cái dòng có 10A thôi. Đó, nhà đang xài là 236W. Đó, cũng khá là ok nha, chính xác này. Đó, nó nhảy lên, nó lại giảm rồi. Đây thì nó sẽ bị chậm hơn. Đó, nó đoát lại, còn đằng kia là nó theo cái điện nhà em đang dập máy dập đấy, thì lúc nó lên lúc xuống như tầm 240 này. Đó, cái này nó báo là 236 này. Đấy, led ra lại này. Đó, 9 giờ 8 phút thì vẫn đang sạc là 599W. Đó, đây lâu lâu nó nhà nó máy giặt á, nó chạy á, thì nó sẽ lấy điện lưới thì có nghĩa là cái watt pin 4 tấm này, mỗi tấm là 440W. Và hiện tại bây giờ đang ra được là 824W. Đó, các xem dữ liệu này, dữ liệu từ sáng giờ này. Đây. Tính cái watt đi, đây dữ liệu watt này. Đó, đường pin 2 là từ lúc em bật từ lúc 7 giờ em dậy này, lúc đó em mới bật thì đến giờ em tắt rồi này. Đó, hiện tại là lúc em tắt này, đây đến lúc 8 giờ là em tắt này. Đó, 8 giờ 21 phút em tắt này. Đó, em để này, xem đường pin 1 này. Đó, đường pin 1 bắt đầu em bật từ lúc đây em bật từ lúc 7 giờ đó là em bật. Đó, sáng ngày lên kiểm tra xong bắt đầu với ok bắt đầu bật. Đó, hiện tại bây giờ là nó lên đến giờ này là 803W. Đó là đang lúc 9 giờ 10 phút. Đấy, cũng khá là ok. Đó, ra màn hình này. Đó, em đang để có một đường thôi. Đó, bây giờ em sẽ bản chất khi mình hòa lưới này thì nhiều lúc nó sẽ lấy lưới chứ. Bây giờ em đấy cho các bác xem như này. Thì bây giờ em sẽ tắt lưới đi. Tắt lưới gia đình đi. Tắt lưới đi nhá. Hiện tại sẽ tắt này. Tắt lưới là tắt cái này. Đó, bây giờ sẽ không hòa lưới nữa này. Thì bây giờ là tắt điện này nữa là mất điện nhà này. Đây này. Mất điện nhà, bật điện dự phòng lên. Đó. Đó, bây giờ nó sẽ bật điện dự phòng này. Thì nhà vẫn đang xài này. Đó là bây giờ là điện năng lượng mặt trời sẽ lấy trực tiếp để truyền xuống, sẽ bật lại điện này, mất điện. Đó, thì em dùng cái CB này thì nó chuyển đổi chậm hơn chút, nhưng mà nó bù lại á là nó an toàn hơn. Nhà mình đang xài cái gì thì mình thấy mất điện thì mình ra mình tắt này xuống, gạt này lên.
Nó còn chuyển ATS thì nó chuyển tự động thì cũng có hay, nhưng mà thấy nguy hiểm quá. Đã, bây giờ hiện tại tắt này, tắt điện lưới này, tắt lưới này. Bây giờ em sẽ ra tắt hoàn toàn điện lưới cho các bác xem này. Tắt hoàn toàn điện lưới luôn, tắt hoàn toàn điện lưới. Đó, máy giặt bây giờ mới à đây, rồi nó có điện này lại chạy rồi, chạy rồi. Ok. Vậy bây giờ hiện tại đang tắt hoàn toàn điện lưới nhá. Không có tí điện lưới này. Đó, tắt điện lưới, cái đồng hồ này đấu rồi có điện lưới cái báo này. Đó, con này không 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 lấy điện lưới này. Đây giờ là hoàn toàn là lấy điện từ năng lượng mặt trời. Đó, trên con lúc này nó báo là mất lưới này. Đó, còn ở đây nó sẽ là báo là đó, nó vẫn đang sạc này. Vẫn đang sạc dòng 10A. Rồi, trên app này nó chưa báo nha. App này em phải reset lại cái nó mới báo này. Đó, nó báo này. Mất điện này. Đó thì hiện tại bây giờ là nó sẽ sao? Sẽ lấy điện từ tấm pin mặt trời. Nó sẽ va qua con lúc này, sạc vào thằng này. Đó em đang để dòng sạc có 590 gọi dòng sạc 10A đó. Đó sạc gọi là sạc 15%. Còn nhiều nó xuống nhà, nhà đang xài 140W. Đó. Đó các em. Đây 140W này. Bây giờ em sẽ tăng cái dòng sạc lên chút. Nên là test cái này thì em tăng dòng sạc lên chút. Thì bình thường là em hai dàn pin á thì em chỉ để dòng sạc này thôi. Thì em sạc coi như là trung bình tầm đến 8, từ 8 giờ nó sạc cho tầm đến 2 3 giờ chiều là muốn đầy rồi. Đó, muốn đầy rồi. Đấy, dòng sạc để 10A thôi thì nó an toàn cho pin, mà mình như vậy nó cũng sạc lưu dư trong ngày. Đó, thì tất nhiên là pin thì các bác nói là mua pin để sạc cho nó cao, nhưng mà em thì em pin đủ rồi nên là em chỉ cho dòng sạc thấp thôi. Đấy, bây giờ em sẽ căn tăng này, cài đặt này. Đó, em sẽ cài đặt này, đọc này. Đó, đọc dữ liệu này, em cho phép nó sạc cao chút này. Đây nha, đây này các bác thấy vào trong thấy này, đang vừa nhìn cái này vừa nhìn. Đây thời gian kết nối này. Đó, hệ thống sạc này 15%. Bây giờ em sẽ tăng lên này, tăng lên 30% đi, 30 này. Ồ này, ok, đã full xe, ok. Đó là tăng dòng sạc lên nha. Đó, còn cái điện ngắt á, ngắt là em cho ví dụ như xả trên lưới á, là có điện lưới thì đến 30% là cục pin nó ngắt. Còn xả ngoài lưới là tức là mất điện ấy. Hiện tại bây giờ mất điện mà nó sẽ xả đến 10% luôn là ngắt. Công suất xả thì có lưới thì là 50%, còn bây giờ là mất lưới rồi thì nó xả hoàn toàn là 100%, tức là xả 4 kg. Đó, bây giờ mà nhà em đang xài thì là xả 4 kg. À, hiện tại nhà đang xài này. Đây này, nhà đang nấu cơm này. Đây, chưa đọc lại dữ liệu. Đây, bây giờ em quay làm một chút cho các bác dễ hiểu hơn. Đang đọc dữ liệu. Đó, rồi. Đó, này các bác thấy không? Đây, nhà đang xài là 843W này. Để xuống trực tiếp xuống đây là 805W. Đó, đây là 843. Nó vẫn đang bắt đầu xả từ pin ra 17W này, các bác thấy không? Đó, bắt đầu nó xả từ pin ra 17W. Thì nhà em đây. À đây. Đó, là 796. À, các bác thấy vì sao cái đồng hồ là 796 là do là em còn nuôi cái wifi này, bên cái quay cái camera kia. Đó, em đang nói là để đưa cái hệ 12 qua nó, nhưng hiện tại đang nuôi nó là nó sẽ mất thêm mấy chục watt nữa. Đó, như đây là ok này. Đó, đây là 805W là đúng này. Đó. Còn cái đồng hồ này là nhà đang xài thế này. Đây em chia sẻ quá thêm là vì sao là trên đồng hồ này nó báo là có 800. Đây, bây giờ là 806 này. Là vì đây, đường pin xuống này trực tiếp này, qua CB này xuống đồng hồ này. Đó, thì em còn tách cái đường này lên này. Đây đường này tách lên này, lên 2 giây này. Đó, 2 giây đi lên này. Đi lên để nuôi cho camera với wifi. Đây, camera đó với wifi đây. Đó là coi như là mất điện là lúc nào cũng nhà vẫn có điện, là vẫn đang trực tiếp, nó không phải qua cái CB này. Đấy, còn CB này bây giờ là khi mất điện thì em mới đảo qua, còn khi có điện lưới thì cần gạt này lên cái là được. Đó, còn bây giờ là mất lưới này. Đó, em sẽ test mất lưới để xem ngày hôm nay là 4 tấm pin nó có ra được hiệu suất tốt không nhé. Đó, bây giờ đang là lúc 9 giờ 15, đây là 9 giờ 13.
rét lạnh cái này. Rồi, bận đời ra xả điện ra thêm 100W đây này. Ở nhà là 897W này. Đó, 897. Đó, bắt đầu lên 900 này. Đó, máy giặt. Máy giặt cái bắt đầu nó đang vắt này. Máy giặt đang vắt này. Đây, có cái đồng hồ này theo dõi máy giặt. Đó, rồi, nhưng mà không vắt thì nó ngừng. Không vắt này. Lên 13W. 67 ạ. 49W rồi, 51W rồi. Đây. Đang xả. Đó là phần máy giặt. Đó. Thì đây, mà tạm thời đến đang lúc 9:17 này. Phải reset lại cái. Hiệu suất ok, đang xả điện này. Đó, ví dụ bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem, ví dụ em đóng cái pin đường 2 lên này thì xem nó còn xả điện không nhá. Đó, đóng thử này. Cái đường 2 lên này. Reset lại cái này. Đó, đường pin số 2 đóng rồi này, trên lúc nó báo rồi này. Đây vẫn chưa reset đây, chưa. Đó, lên đó, thấy không? Thấy chưa? Đó, đường bắt đầu khi mà mất phát vào giờ nó giảm xuống luôn, sạc vào đây luôn. Đó, đường pin số 1 vẫn giữ yên. Đó, được. Vẫn là watt đấy, nhưng mà đường pin 3 tấm kia nó lên đến 117W. Đó, nhưng mà bây giờ vẫn tắt đi để làm gì? Để cho các bác xem thực tế là cái này lên hết công suất bao nhiêu. Tại vì nếu mà có hai dàn như thế này á thì là thằng này nó sẽ phụ thằng này này. Đó là hiệu suất sẽ không được hết cái công suất của nó. Còn phải tắt hết đi á thì mới biết được cái hiệu suất đỉnh. Ví dụ em muốn test cái dàn 2 này thì phải tắt cái dàn 1 đi. Còn muốn test dàn 1 phải tắt dàn 2 đi. Chứ còn để như này là đang phụ này. Đó. Đang phụ nhiều lúc ví dụ như là cái dòng sạc này, đây em đang để dòng sạc cao vậy thôi. Chứ nếu mà dòng để dòng sạc thấp, ví dụ để có 254W chẳng hạn mà nhà đang xài 805W chẳng hạn thì thằng này này nó có lên đến cả 1000W thì nó cũng chỉ là ở tầm 800, tại vì hai thằng nó phụ nhau. Đó, thì bây giờ sẽ lại tắt cái đàn số 2 đi. Đó. Đây, tắt đàn số 2 đi. Đây, từ từ đang đọc lại xíu. Rồi, mất nha. Đó. Vẫn là 860W. Rồi. 9:18 này. 9:18 này. Ngày 24 tháng 2 này. Rồi, em sẽ quay lại đến lúc trưa cho các bác xem chi tiết hơn nha. Rồi, đây, xem lại cái data nó này. Rồi, là lúc nào cũng lên cho đến lúc đỉnh nhất này. 845W. Đó, cái data đang giữ lại. Lúc 9:16. Ok, rồi em sẽ để đến trưa cho các bác xem nha. 9:33 này. Đó, nhà em đang cắm cơm này. Đó, nó xả pin từ pin này ra là 1447W này. Nhà đang xài là 2.2 này. À, tấm pin thì hiện tại bây giờ lên được 926W này này. Đó, càng ngày càng lên nhé. Đó, cái dữ liệu nó thì vẫn giữ yên này. Đây, các bác xem dữ liệu này. P1 này. Đó, thấy không? Càng ngày càng cầu thang đi lên cho đến 915W. 9:30. Đó. Từ sáng giờ đây, cho bác xem từ sáng giờ luôn này. Thì có lúc trước có cả hai dàn thì nó lên được coi như từ sáng giờ là 1.6 này. Cái dàn số 1 thì không được bao nhiêu, đàn số 2 em tắt thì nó không được bao nhiêu hết. Như trung bình hôm nay đã được khoảng ký đi. Đó, sáng là được ký rồi. Đó, sạc mới được có 600W. Mà xả từ đêm qua ra giờ là mất ký điện rồi. Có cái đó thì không tính xong. Hôm nay chủ yếu là quay các bác quay cái hiệu suất đỉnh của 4 tấm pin này. Bây giờ là nhà đang xài là 2000W này. Xét lại phát này. Rớt lại. Đó, 2000W. Đó, nó vẫn đang lấy từ 9:34, thiếu 2 phút nữa. Thiếu rồi, 35. Đó. Nào. Cái nồi cơm nó ngưng rồi phát thì nó lại
giảm xuống thì đương nhiên là nó vẫn xả được cái nhỏ thôi. Đó, 935 900 xả là 48W. Năng lượng về nhà dùng đủ á thì nó chỉ có trực tiếp thôi, nó sẽ không lấy từ pin ra và cũng không sạc, ngưng luôn này. Đó, sẽ trực tiếp lấy từ tấm pin xuống nhà điện dùng luôn. 934W mà xuống còn 866W, mất 40 mấy W chuyển đổi này. Đó, coi như là hiệu suất chuyển đổi là mất 40 mấy W. 9:37, 9:36 giờ reset lại cái này. Lại xả này, nhà lên 1.300 này, lại xả này. Đó, còn thằng này vẫn là 943, 942. Đó. Chính là năng vắt này. Trước máy dập năng vắt thì nó ăn lên 250 mấy watt này. Đó, giảm được 249 watt, 8 watt. Năng vắt. Năng vắt. Đó, giảm được. Bây giờ lúc 9:52 thì này, 9:52 mà lên được 1.022W này. Đó, bắt đầu giờ nó sạc điện này, nhà em bắt đầu nồi cơm nó ngừng nhé, máy giặt xong này này, nồi cơm nó giảm chế độ hâm này này. Đó, thì giờ nó sạc điện này. Đó, lên 1.000 luôn đó. Reset lại cho các bạn xem nữa này. Đó, 4 tấm 440W thì nó ra là 1.700 đi, 1.700 thì bây giờ nếu có hiệu suất mà nó đạt nữa, khoảng tầm 1.400-1.500 là cũng đã đạt rồi, bây giờ lên được 1.000 rồi, khá ổn nữa đó. Đó, lịch sử data dữ liệu này, chúng ta xem này. Đó, PV1 này. Đó, đây, lên đến 1.000 đây. 1.114, 9:50 là 50 là đã lên rồi. Đó, còn PV2 này là tắt đi rồi nha, tắt đi rồi, này. không có này, nó chỉ đến lúc 8 giờ mấy này không có nha. Rồi cái lịch sử này, đây à, năng lượng đi, đây có xem năng lượng này. Năng lượng này, PV1 này, đây PV1 này từ sáng giờ nó ra được là 1.6 này, phải theo, đây ngày 24 ra được 1.6 này. Đó. Lúc mà cao điểm nhất thì em sẽ cho các bác xem. Đấy, thì nói chung là trong này nó cũng đã ghi hết rồi, nhưng mà cho các bác xem thực tế. Nhiều khi các bác xem qua này các bác để bỏ là nó không thực tế. Đó, thực tế bây giờ là ok. Hàng lên 1.000 à, đây màn hình chính đi. Reset lại cái này. Đó, vẫn là 1.026. Nó đang sạc điện này. Đó, bây giờ nó lại sạc điện cho nhà em xài rồi. Nhà đang xài có 458W thôi. 440W. Còn nhiều là qua cái kia cho wifi. Đó, mất lưới nha. Sạc này. Đang sạc. Đó, đang sạc chín à. Cái đồng hồ này nó bị sai nhá. Đồng hồ này là nó cục pin nó cài đặt sai, đâm ra là giờ cái giờ này mình không có cài đặt lại được. Muốn cài đặt lại phải cắm máy tính cơ. Có máy tính thì phải cắm cái cài đặt cái đúng giờ. Đó, đồng hồ trên pin thì sai, chứ đồng hồ thực tế thì đây. Đó là 9:55. Đây, đồng hồ này của nó là 9:52. Test lại này. Đó, 54. Đó. Đó. Sạc 510W, nhà đang xài 458W. Đó, lên được 1.000W rồi. Tấm pin đó, hôm qua mà lên trên ạ, hiện tại đang dưới quay lên cho các bác xem nhìn này. Bốn tấm pin ở trên ạ. Rồi bây giờ lúc khoảng 10 giờ này, các bác cũng vào xem lại hiệu suất này, nắng quá đẹp nha. Thời tiết này nắng cực kỳ đẹp luôn. Trời xanh ngắt luôn. Đó, bây giờ đang xanh lắm. Rồi. Lúc 10 giờ 1 phút này. Đó, nó lên được 1.040W này. Đó, nhà đang xài là 863W. Sạc do cho pin là 119W. Đó, được 2 ký rồi, sáng giờ 2 ký điện. Đó, sạc mất được 700W, xả ra mất 1 ký mốt pin.
Lúc 11 giờ 6 phút này này. Đó. Từ sáng giờ được 3 ký 3 điện này. Đó, bây giờ là 1200. Công suất này 1200 nó sạc vô là 770, nhà đang xài 390. Được không? 390. 1200W, 4 tấm là 1760W. Bây giờ là được 1200 rồi. Đó là coi như thiếu mất 500 mấy nữa. Data đây. TV1 này. Đó, bây giờ watt nó lên, lên. Đó, lên ngưỡng là 1220. Bây giờ nhà em thì nấu cơm một thứ xong hết rồi. Đó, bây giờ chủ yếu là em cho sạc pin thôi. Nói chung một dàn pin cũng khá chạy, khá ok, đủ nhu cầu luôn. Đó. Bây giờ hiện tại thì bật hết đây. Đó, bật quạt, bật điện, tivi, trẻ chơi, bật quạt, chơi game. Đó. Nhà đang xài 300. Đó. Đó, tivi này đang đấu ở trên cái cổng trên của kia. Đó, nó lên là 300 mấy đấy. Là tivi với quạt nó bật sẽ ăn điện trên. Bây giờ lúc 1 giờ này, 1 giờ chiều này, 1 giờ 20 phút này. Đó, bây giờ em thấy nó không quay lên, em bật thử cái ấm nước này. Cái đun thì nhà đang tải là 2100 này. Đó, 2180 thì đây thì nó báo là 2170. Đó, em đã tắt tivi này, tivi đó. Nhìn nó sẽ nó giảm dòng nữa rồi. Thì cái năng lượng thì nó chỉ được lên đến tầm 1200 thôi, 1100, 1200. Bây giờ là nó chỉ lên như lúc này nó chỉ có 1100 thôi. Đó, nó phải xả từ pin ra này. Pin thì nó sạc được đến 88% rồi. Đó. Đây có thể. Đây, coi như từ sáng giờ ra 5.9 điện này này. Đó, nó sạc rồi được 3.3. Nó xả mất 1.2. Đó, đây, bật thử cho nó như thế nào mà nó chỉ được tầm này thôi. Đây, xem cái lịch sử data này. Đó, nói chung là PV1 này. Đây có thấy nó vẽ cầu vòng này từ lúc sáng này. Đấy, đến lúc đỉnh nhất này, có thấy cái răng cưa này. Chúng nó lên đến 125. Đây. Đây, đỉnh nhất này. Đỉnh nhất nó lên đến 1254W. Đó là đỉnh nhất. Đó, còn bây giờ là không thể lên nữa rồi. Đó, mà cái pin này thì em đang để cho chế độ sạc cao nhất ấy. Mà bây giờ không lên được nữa. À, vậy là coi như cái tấm pin này nó bị tụt hiệu suất xuống rồi. Đó là do nó bị bẻ rồi, nay nó tụt chứ lúc trước các bác có thể xem video trước là lúc mà em nất vậy, nhưng mà em về em đóng điện là nó vẫn lên 1400, 1500. Đó, 4 tấm là 1760W thì nó hao hụt thì khoảng tầm 1600 đi chẳng hạn. Thì em về em cho chạy, các bác có thấy video trước ấy, em chạy thì nó được 1400, 1500, mà bây giờ là chỉ có đỉnh lên lắm thì lên được đến 1300 thì cùng lắm đến 1300, bây giờ đang được 1200. Đó, cũng bị tụt khá. Nói chung thời tiết đợt này khá đẹp đây nha. Bây giờ cùng thời điểm này đó, em sẽ bật lại cái dàn số 2 lên này. Bật lại dàn số 2 lên này. Đó, bật dàn số 2 lên nha, để cho các bác xem được cái hiệu suất của dàn số 2 như thế này này. Đấy, để xem nó có phụ tải được cái nào không nha. Đó, trong khi bật lên thì chờ máy nó chạy. Ráp lại tí. Đó, dàn số 2 đầu lên á, lên 300 mấy này. 350 mấy này. Đó, cái này nó giảm xuống này, nó phụ cho này thằng pin đỡ phải xả ra này. Đó, bây giờ đang lúc 1 giờ 23 chiều. Nói chung giờ này là giờ nắng gần như là điểm này. Đó, như mùa này em thấy là vào lúc tầm 12 giờ 1 giờ lúc đó nó nắng nó chiếu là theo cái hướng nhà em là giờ này nó đỉnh. Đó, bắt đầu lên. Đó, cái này chỉ được 1000 mấy thôi. Đó. Thằng này lên được đến 500 mấy này. 3 tấm này thì các bác thấy ở dưới em đang đẻ đó. Đó, 3 tấm này. Đây, hiện tại thì biết sao khi mà mình sử dụng này thì thằng này nó chỉ phụ tải thì là đương nhiên nó sẽ không chạy hết công suất nha. Muốn được biết hết công suất là phải tắt cái dàn 1 đi. Đó, nhưng em đang test cái dàn 1 này nên đang cho các bác biết được là này. Đó, khi bật dàn 2 lên là đó, dàn số 2 này, 3 tấm này. Vẫn được 700 mấy này. Đó, đang reset tiếp này. Đó, đang nấu nước vẫn là đang là 2100 này. Rồi, ấm nước sôi đó. Ấm nước sôi này. Ấm nước sôi là còn lại
270W này, nhà đang dùng này. Đó, giờ em reset lại phát nữa đây. Đó, reset lại cái bây giờ nó sang sạc, đó, sạc rồi em để sạc đến 1200 luôn này. Đó, thằng này giảm xuống luôn này, các bác thấy. Giảm xuống luôn này. Rồi, giảm xuống này. Giờ em sẽ tắt dàn 1 đi cho các bác xem này. Tắt dàn 1 để xem cái dàn số 2 này nó lên được bao nhiêu nhá. Đó, dàn số 1 nó chỉ tầm đến 1200 mấy rồi. Để tắt đi, để dàn số 1 này. Đây, tắt dàn số 1. Tắt 1. Rồi, còn PV2 này, xem lại đó, cái sạc nó đang để công suất sạc max này. Còn PV2 bây giờ nó lên bao nhiêu này? Đó, số 1 đã bị tắt này. Đó, lên đến 700 mấy luôn. 3 tấm 450W là bằng 1350W. Đó, hiện tại thì giờ này em đang bật lúc này thì nó đang được lúc 738W. Reset lại phát nữa nha. Đó, 749 rồi này. Đó, 3 tấm này thấy khá khủng nha. Đó, khi mà bật cả hai dàn nhau thì là cái hiệu suất nó sẽ hai thằng nó cân đối nhau, mỗi thằng giảm chút. Nhưng mà em thấy khi mà sử dụng cái dàn số 2 ấy, thì như thằng số 1 nó làm chính hơn, thì hầu như dàn số 2 nó chỉ là phụ. Còn khi mình tắt dàn số 1 đi ấy, thì còn dàn số 2 thì như là bắt đầu mới chạy hết công suất của dàn số 2 này. Đó, đấy, video này muốn chia sẻ thực tế cho các bác xem như vậy. Đó, chung là một ngày nay cũng khá ok này. Đó, đấy, đến cả 6 ký là cũng ok này. Đó, pin thì 87% là sắp đầy đó. Nó đang tắt điện lưới từ sáng giờ luôn. Nó lên 765W rồi đấy. Tính ra 3 tấm đó vẫn hiệu suất cũng khá ổn. Đây là em đang ấy nha, em đang để giờ chiều nha. Đó, video sau thì nếu rảnh em sẽ tắt cái dàn số 1 này từ sáng luôn để xem một cái dàn này nó chạy lúc đắng đỉnh nhất là được bao nhiêu. Đó. Muốn năng đỉnh nhất là các bác phải tải được hết công suất, phải lại bật cái pin thì nó sạc cao nhất có thể về nhà xài. Thì nó sẽ ra những lúc đỉnh nhất này. Đó, như là cũng lên 700 mấy này là cũng khá ok rồi. Đó, mà trong đó là nó là 1350W, 3 tấm. Đó, 1300 mà còn 700 mấy W này. Đó, tấm pin này thì ngày xưa em ráp còn thinh, lúc đó em ráp là nó cũng lên, có lúc nó lên 1025. Nó 1025 là tương đương con thinh, chuyển đổi cũng khá ok. Lúc đó là thinh bắp tải đó. Đó, lắp sang lúc này thì do thời tiết lúc mình lắp thì thời điểm nó là nắng, nó mưa, không có ngày nào nắng đẹp lắm nên là chưa có khi nào test được. Đó, còn từ lúc này chưa hôm nay có thời gian em đi test riêng một dàn như này, thì hôm nay nhân tiện test cái dàn số 1 đi thì em bật cái dàn số 2 đấy, hai bên như để cho các bác xem vậy ạ. Đó, nói chung là vẫn cứ tầm 700 mấy. Đó, nó vẫn đang sạc này. Đó, tình trạng như này thì sạc ok. Đấy, bây giờ xem data này. Đây này, xem data nhé, xem các bác thấy này. PV1 này. PV1 đến đây, cái đến này bị cắt đoạn luôn này. Đứt này. Là bị cúp luôn này. Rồi PV2 này. Đấy, PV2 này, từ lúc 8 giờ sáng này cho đến giờ này. Đấy, giờ này em bật phát nó lên phát vọt đến 776W. Đấy là lúc đỉnh nhất. Đấy, và theo. Rồi. Đây, video em chia sẻ vậy thôi. Đấy, các bác nào có muốn thắc mắc hay là có muốn em test thêm như nào thì em sẽ làm video test thêm. Đó, bây giờ sẽ bật đó. Lấy lên 770 mấy W này. Nghe chưa? Qua. Tính ra 3 tấm này hiệu suất khá cao nhỉ. Ngon. Đó, 4 tấm kia là chỉ được đến 1200 là đỉnh rồi, hết lên được rồi. Thằng này khả năng nếu mà lúc đỉnh nữa khả năng nó lên được 8-900 là bình thường, hoặc lên 1000 là bình thường. Đó, bây giờ mà lên được 700 mấy là cũng ok đó. 1:28. Đó, video như là làm riêng luôn. Thì bác nào xem thì để tham khảo. Ô, lên 780 này. Xem để tham khảo để biết thôi. Đó, bật thêm quạt này. Thêm quạt này. Đó. Bật thêm quạt. 240. Đó, 779 khá ngon nhỉ.
Đó, khi mà bật lên thì nó phụ tải thì nó lại lấy dàn ưu tiên dàn số 1 hơn, thì dàn số 2 này sẽ giảm đi này. Đó, để như này thì dàn số đó, các bạn thấy cái vôn này. Đó, 3 tấm thì đấu lại ra bình thường là cái vôn nó sẽ là 135 V. Đó mà bây giờ bị tụt xuống còn 102 V này. Đó, nó lấy điện quá ghê. Nó nhưng mà chạy 3 tấm này á thì là cái con lúc này này nó cực kỳ nóng nha, tại vì nó thiếu áp, nó nóng. Đó. Còn khi mà chạy đủ áp, đủ áp của con lúc này nó là gì? Nó phải tầm từ 300 V đó, thì là nó chạy đủ áp thì là chạy rất là ngon. Đấy, còn 3 tấm này thì hơi đúng là làm thêm tấm nữa. Đúng là thêm tấm nữa thì điện áp nó lên khoảng tầm 160 thì nó sẽ giảm xuống được khoảng tầm 130 mấy thì cũng còn ok. Nó như này là tụt quá này. Tụt quá này như này là con lúc nó hay nóng. Đấy, lúc trước em có bây giờ ông có nói là sao còn lúc nó nóng á, là do chạy cái tấm pin nó thiếu áp quá. Đó, nó rút tải quá trời thì là nó sẽ nóng. Còn bây giờ em sẽ bật cái này lên này. Bật VV1 lên này. Đó, bật VV1 lên này. VV1 thì cái tấm pin, hai tấm pin nó đấu nối tiếp nhau nó lên đến 380 cơ. Tại vì tấm pin nó là 220 V một tấm. Đấy, bình thường điện hở mạch nó là 400. Đó, nhưng mà khi mà giảm xuống nó còn lại 360 này. Đó. Đấy, hai đang cân đối nhau này. Đấy, nó giảm dần xuống này. Đó, nó giảm sẵn đó để sạc mắc lên này, nó lên đến 1.300 luôn này, thấy không? Đó, này thì nó sẽ ưu tiên cái dàn 1. Đó, dàn số 1 nó sẽ lấy mắc nhất của dàn số 1 này. Hết công suất dàn số 1, còn dàn số 2 bao nhiêu thì dàn số 2 nó phụ chứ nó không lấy cân đều. À. Đó, em ráp con này em thấy thì lại do cái vôn của thằng số 1 này. Đấy, nó cao hơn thì phải này. Đó. Đấy, thằng này tụt vôn này. Đó, khá đẹp. Số 779 974 779. Đây 194 đó. Đó. Này muốn đầy rồi này. Đó, này em nếu mà bật hai dàn này thì là phải chỉnh lại cái dòng sạc cái thấp xuống này. Nó bật hai dàn này thì dòng sạc thì chỉ để tầm như nhà em cùng để hoàn lưới ấy, thì em chỉ để khoảng tầm 15 thôi. Đấy, ví dụ để cả hai dàn đấy thì em chỉ để cái dòng sạc em chưa đọc dữ liệu cho nó này. Đây dòng sạc này. Đấy, dòng sạc này thì các bác chỉ để như em để 15 thôi. 15. Xét này. Đó, đây là để hai dàn đó. Ok. Đó là bây giờ là dòng sạc nó chỉ cho có 500 mấy thôi, là 10A đó. Đó, như sạc như vậy thì nó đỡ hại pin hơn. Chứ sạc như này thì dòng 1000 này thì pin ấy quá, nhưng mà trường hợp khi các bác mất điện chẳng hạn á mà sử dụng nhà ít mà muốn pin thì sạc nhanh thì bật sạc cao lên, chứ còn bình thường không thì em cứ để hoa lưới thì em cứ để bên kia bình thường thôi. Đấy, video này cho các bác xem này, thực tế đây khi giảm xuống là bắt đầu dòng nó giảm xuống luôn này. Đó, không, bây giờ chỉ giảm xuống dòng có 500 mấy này, là 10A đó. Đó, thấy không? Mấy cái này tụt hết luôn thôi. Đó, nhà đang xài 300W này. Đó. Rồi, đó còn 89% này sạc xíu nữa là cũng muốn đầy rồi. Còn có 10% nữa là sạc khoảng tiếng nữa là đầy rồi. Một 10% là được 500W. Đó. Nó khoảng 500W nữa, khoảng tiếng nữa. Tiếng nữa là đầy. Đó, khoảng tầm đến 2:30 là đầy rồi. Nên là các bác theo. Đó, thì thường em hay để như vậy. Nó dàn pin nhiều thì cục pin như này là vẫn chưa đủ. Đấy, như này nhà em đúng là phải thêm hai cục pin như này nữa. Vì đủ sạc của cái dàn này. Đó, nhưng mà thật ra hai dàn pin này thì buổi tối dùng không ít thì cũng vẫn dư. Đó, tính ra là đó, em đã test một cái video đã test bữa em có test một ngày là mất điện này là chạy được vô tư. Nhưng mà các bác muốn thì bữa nào nó sẽ làm video test là không xài điện lưới luôn. Rồi bên này hiển thị điện lưới là tắt từ sáng rồi đấy, là sẽ không xài điện lưới. Để xem nó chạy như nào nha. Rồi video sẽ kết thúc đây. Một lần nữa hiển chân xin cảm ơn các bác đã coi video này. Nếu thấy hay để chia sẻ cho người thân bè cùng xem, đăng ký kênh em sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại trong video tiếp theo. Đó.